là công dân chớ nhạo báng lịch sử xúc phạm dân tộc. Nhân danh đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, nhiều cây bút chống cộng lại sa đà vào việc xóa mạ lịch sử cha ông, xúc phạm, tự ti dân tộc, lấy đó làm phương pháp thuyết phục dân tộc thần phục phương Tây. Tiêu biểu như trang tiếng dân mới đây đăng bài, vì sao mất nước của cây bút là công dân với giọng điệu xuyên tạc nhạo báng lịch sử trong phong kiến phương Đông, trong đó vu cáo các thời vua Việt Nam và chế độ chính trị hiện nay thực hiện chính sách ngu dân để cai trị, hòng kích động dân chúng hiện nay cần chống lại đảng chế độ bình luận về bài viết blogger Hà Yên Bình Phẩm. Dẫu có ghi tác giả là công dân, chẳng ai tin nội dung vì sao mất nước là tiếng của người dân Việt Nam chân chính. Không ai tin vì bài viết dặn giọng xúc xiển, kích động cùng sự miệt thị, bổ báng lịch sử dân tộc. Vì động cơ đen tối, kẻ công dân trá hình giả hiệu kia không tự hào, ngược lại, y lờ đi lịch sử chống ngoại xâm vẻ vang của dân tộc, lờ đi để đánh đồng, thoá mạ Việt Nam như một nước vô danh tiểu tốt, như y viết. Nhưng người đọc tin tưởng nhận ra ngay thủ đoạn của kẻ công dân dởm. Có người vỗ thẳng vào mặt kẻ đó bằng sự mỉa mai. May mà nhân dân ta không thua Mông Cổ vì nhà Trần rất dân chủ, còn Lý Thường Kiệt thì pha tống Bình Chiêm mở mang bờ cõi cho tới ngày hôm nay vẫn còn giữ vững 21 đảo và bãi đá ở Trường Sa. Một người khác phẫn nộ không kém đã quát lên rằng, thật là hiểu biết nông cạn, thiếu kiến thức tư duy, còn không biết định nghĩa thế nào là yêu nước, mọi người hãy cùng tẩy chay những kiểu giọng ngọc còn hay nói này. Thực ra, không cần ai kêu gọi thì giọng điệu phỉ bác đó, người Việt Nam yêu nước không tẩy chay sao được. Tẩy chay vì họ thấu hiểu lịch sử một dân tộc có thể có hạn chế cùng những trang bi thương, nhưng bên cạnh đó, lịch sử một dân tộc như dân tộc Việt Nam, vô số những trang viết huy hoàng, đặc biệt mỗi khi đất nước gặp họa ngoại xâm. Thế nên, họ quyết không thể như gã công dân kia, tự nhục mà hạ bút. Dân chúng thì ngu dại nhưng đầy ảo tưởng tự hào, lại thêm sức vóc hèn kém. Gặp kẻ mạnh tràn qua, dân dù triệu triệu cũng như gà trong chuồng nhỏ, muốn bắt muốn thịt thế nào cũng đành chịu. Triều đình quyền uy lộng lẫy, xưa nay bỗng hóa lũ người hèn đớn thảm hại, vì chỉ lo ăn chơi hưởng lạc chứ nào đâu có tâm xây dựng cho quốc gia hùng cường. Hữu sự rồi mới thấy toàn là hồ giấy hàng mã cả tẩy chay vì họ biết trừ những kẻ mù lịch sử như gã công dân dầm kia còn lại ai mà không biết dân tộc việt nam từng đương đầu với những kẻ thù xâm lược nào những kẻ thù đó mạnh hay yếu từ đó họ chẳng có lý do gì để không ngẩng cao đầu và hãnh diện vì những người việt nam chân chính cũng không cần những kẻ công dân kia dạy khôn cho mới biết yêu nước là như thế nào Yêu nước, diễn dịch đầy đủ, khó ngắn gọn trong vài chữ. Tuy nhiên, chắc chắn nó không thể là sự xúc phạm truyền thống dân tộc, xúc phạm lịch sử. Người Việt chỉ yêu nhà chứ không yêu nước, thành ra để mặc đất nước cho một nhóm người bóp nặn vay vò. Cái yêu nước của người Việt xưa nay chỉ nảy ra mỗi khi có ngoại xâm chứ không mang đến việc nội trị, mà kẻ công dân kia vun ra. Không mang đến việc nội trị, sao có thể có thời lý năm 1909-1225 và nhà Trần năm 1226-1400 được khẳng định là hai triều đại thịnh vượng nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Không mang đến việc nội trị, sao có thể có thời Lê Thánh Tông, thời Hồng Đức 1470-1497, nhà nước Đại Việt đạt được nhiều thành tựu, phát triển thịnh vượng ở mọi phương diện từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến giáo dục quân sự. Đặc biệt, triều đại này đã ban hành bộ luật Hồng Đức, quốc triều hình luật, một thành tựu hết sức quan trọng trong lịch sử lập pháp của Việt Nam so với các triều đại trước đó cũng như nhiều quốc gia trên thế giới thời kỳ đó. Một bộ phận luật tổng hợp bao gồm nhiều các quy định pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hình sự, dân sự, tố tụng, hôn nhân và gia đình, hành chính không mang đến việc nội trị, sao có chuyện sau sau cách mạng tháng 8 năm 1945, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đối phó với, với thù trong giặc ngoài, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chỉ ra chỉ thị kháng chiến và kiến quốc ngày 25 tháng 11 năm 1945, chỉ thị nhằm đáp ứng bốn nhiệm vụ cấp bách của nhân dân ta lúc này là củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân không màng việc nội trị, chủ trương ngu dân để giữ lợi lộc cho riêng mình. Nhưng luận điệu kẻ công dân kia sao có chuyện ngày 3 tháng 9 năm 1945, trong phiên họp đầu tiên của chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sản xuất nêu ra 6 việc cấp bách cần phải làm ngay, trong đó phát động phong trào chống nạn mù chữ, diệt giặc rốt, được đặt ra ngay sau phát động chiến dịch tăng ra sản xuất để chống đói, mở một cuộc lạc quyền để quyên giúp người nghèo, diệt giặc đói. Và ngay sau đó, để xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho người dân lao động, ngày 8 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh thành lập nhà bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xóa nạn mù chữ. Một kẻ nếu tự nhục vì ngu dốt thì hãy tự nhục một mình, không ai cho phép kẻ đó tự tiện và liều lĩnh khoác lên mình hai chữ công dân để xúc phạm dân tộc.